Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đuốn xem Tử Vi 12 Côn Giáp thứ bảy ngày mùng 10 tháng 4 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 29 tháng 2 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Mậu Tý tháng Tân Mão, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bạo Quang, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỵ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh tích lịch hỏa ngày mậu tý tức can khắc chi nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm tích lịch hỏa kỵ tuổi nhâm ngọ giáp ngọ ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi nhâm thân, giáp ngọ thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày tí lục hợp với sửu, tam hợp với thìn và thân thành thủy cục, xung với ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu và tuyệt tỵ. Về tuổi xung khác trong ngày, tuổi bính ngọ, giáp ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi quý dậu, kỷ dậu, ất sửu và ất mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên phúc, tốt mọi việc, sao thiên quan, tốt mọi việc, sao tuế hợp, tốt mọi việc, sao mậu thương, tốt cho việc cầu tài lộc khai trương, mở kho, sao đại hồng sa, tốt mọi việc, sao nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Sao sáu trong ngày gồm có sao thiên cương, hay còn gọi là sao diệt môn, sáu mọi việc, sao địa phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao địa tặc? sáu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành, sao băng tiêu ngọa hãm, sáu mọi việc, và ngày hôm nay là ngày sát chủ, sáu mọi việc, sao nguyệt hình, sáu mọi việc, sao tội chỉ, sáu đối với tế tự tố tụng, sau lọ ban sát, kỵ về khởi công, động thổ. Và đặc biệt là ngày mùng 10 tháng 4 năm 2021, tức là ngày 29 tháng 2 năm Tân Sửu này, ngày này là ngày sát chủ, thiêu quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ, vì vậy không nên làm các công việc trọng đại trong ngày. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần hướng chính bắc. Và sau đây mời các bạn đón xem từ vị trí 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 10 tháng 4 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày mùng 10 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi tý xem tử vi cho thấy với bà tuổi tý đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh tuy nhiên bạn lại đang chịu sức ép về công việc vẫn đè nặng lên vai mình với bà tuổi tý sẽ mất khá nhiều thời gian để giải quyết những công việc của mình nữa với bà tuổi tý những vấn đề bất ngờ phát sinh đòi hỏi bạn phải thực sự sáng suốt để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất mà không khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Bạn mệnh tuổi tí nên cố gắng hết sức mình, công sức mà bạn bỏ ra rồi sẽ được đền đáp xứng đáng mà thôi. Và trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tí á, lại đang gặp ngày có thủy khí vượng với bạn đang có nhiều vấn đề phát sinh và không thể nào kiểm soát được hết cuộc sống của mình. Sức khỏe của bạn cũng chịu ảnh hưởng phần nào vì vậy với bạn tuổi Tý nên biết cách để cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Vai từ vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim sức khỏe đang bị đe dọa. Từ vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy cần phải biết cách để cân bằng cuộc sống. Từ vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa có nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Từ vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ tham công tiếc việc chưa chắc đã là tốt. Từ vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc nên chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi tỵ, tuổi dậu. tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày mùng 10 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Sửu xem tử vi cho thấy với bà tuổi Sửu đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày gặp nhiều may mắn trong vận trình của mình kể cả chuyện tình cảm lẫn chuyện tiền bạc Ngày này với bà tuổi Sửu đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân mang tới cho bạn có được tin vui khi mà người ấy cuối cùng cũng đã chấp nhận tình yêu mà bạn dành cho người ấy. Còn đối với các cặp đôi trong ngày này thì có thể sắp tới sẽ có thêm những bước tín mới cho bạn có thể sẽ là tin cưới hỏi về ra mắt hai bên gia đình. Bạn mệnh tuổi xỉu, hãy làm theo lời trái tim mình mách bảo, đừng có lo ngại những chuyện không biết bao giờ mới xảy ra. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi xỉu lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh cho thấy cái nguồn tài lộc của bạn khá vượng vàng, thu nhập được ổn định, giúp cho bạn tuổi xỉu không cần phải quá lo lắng về chuyện kiếm tiền nữa. Bạn tuổi Sửu, bạn cần phải có kế hoạch để đối phó với những chuyện bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc sống. Vì vậy, bạn nên lên kế hoạch về chi tiêu và đừng quên dành cho mình một phần để tiết kiệm nữa về từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim tài lộc ùn ùn kéo tới từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy có được nguồn thu nhập khá ổn định từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa tình cảm càng ngày càng thăng hoa từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ nên cố gắng để khiến mình có được thứ mà mình muốn từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc đừng có tiêu xài lãng phí quá đà Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 8, số 1, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử Vi Tuổi Dần thứ bảy ngày mùng 10 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi dần xem tử vi cho thấy với bà tuổi dần đang gặp được ngày có tỷ kim chiếu mệnh cho thấy bà tuổi dần đang có được những trụ kiến riêng của mình khi với bạn đang có được cơ hội kiếm tiền lần này nhất định sẽ không bỏ qua mà cố gắng hết sức để thâu tóm mọi thứ trong tay mình nữa Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày có thủy dưỡng chua mộc. Cho nên với bạn tuổi dần, cần phải hiểu rõ những việc mình đang làm. Người ấy là một nữa mà bạn luôn mong chờ. Vì vậy với bạn tuổi dần, cần phải nắm giữ khi cơ hội ở bên cạnh mình. Người yêu ở bên mình ngay khi có thể, chứ đừng có chần chừ do dự để mất cơ hội. Trong ngày này, đối với các cặp vợ chồng, đang có cái khoảng thời gian ngọt ngào ở bên nhau và bản mệnh tuổi dần hãy dành thêm những điều bất ngờ cho người ấy nữa tình cảm sẽ càng ngày càng bền chặt theo thời gian chứ không sợ phai tàn. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy tình yêu dần nồng nàn hơn theo thời gian tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa chớ để cho bản thân mình phải chịu thiệt thòi. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ cẩn thận, cố chấp làm vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc kiếm tiền tốt khi biết làm chủ bản thân. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim hãy chấp lấy cơ hội khi cần thiết. vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này sự nghiệp bốn sao tài lộc. 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ bảy ngày mùng 10 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi mão, xem tử vi cho thấy bà tuổi mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tý ngọa mạo dậu, cho nên với bà tuổi mão đang có điểm báo đứng trước những lựa chọn khá đau đầu. Cái chuyện tình cảm vốn là thứ chỉ có thể quyết định bởi trái tim, nhưng ngày hôm nay bản mệnh tuổi mão thực sự phải dùng đến lý trí để lựa chọn. Ngày này với bà tuổi mão cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cho nên con đường tài lộc của bạn đang dần xa sốt. Bạn mệnh tuổi mạo có thể đánh mất tiền bạc ở trong tay mình bất cứ lúc nào. Cái việc đầu tư kinh doanh của bạn tuổi mão không được thuận lợi cho lắm trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, với bạn tuổi mão trong ngày hôm nay cũng rất có thể sẽ phải đứng trước những nguy cơ mất tiền của mà chẳng thể làm bất cứ điều gì khác. Dù bạn mong muốn có người để dựa vào lúc này, nhưng bạn hiểu chỉ là có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Về từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, tiền bạc tổn hao, dễ mất mát do tin lầm người. Từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, đường tình duyên kiếm sắc, có tìm thấy được nhân duyên từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ nên bình tĩnh để không mắc phải sai lầm từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc có nhiều thử thách trở ngại trước mắt từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim cần phải khắt khe hơn với chính bản thân mình và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 3, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ bảy ngày mùng 10 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi thìn, xem tử vi cho thấy với bà tuổi thìn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn phù trợ. Đây là dấu hiệu tốt cho ngày hôm nay. Với bạn, rất có thể sẽ có được đoạn tình cảm mà mình hằng mong muốn. Và trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, cuối cùng cũng tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình và sẵn sàng để bước vào giai đoạn mới của tình yêu và với ba tuổi thìn bạn có thể làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu chẳng ngại khó ngại khổ càng không sợ bất cứ định ký nào của xã hội để có thể được ở bên người ấy vì tình yêu bản mệnh có thể chiến thắng được mọi nghịch cảnh nữa trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy con đường tài lộc của bạn tuổi Thìn cũng đang trên đà thăng tiến rất chi là tốt. Bạn mệnh tuổi Thìn kiếm tiền khá dễ dàng nhờ vào nghề tay trái của mình, nhưng điều đó cũng có nghĩa là trong ngày hôm nay bạn khá chi là bận rộn. Về từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa tài lộc càng ngày càng dồi dào tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ có được tình yêu mà mình mong đợi tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc vượt qua khó khăn để đến với tình yêu tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim chăm chỉ chịu khó không lo tiếu thiền tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy cần phải cân bằng cuộc sống tránh mệt mỏi quá mức Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 8, số 4, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi thân, tuổi dậu. tử vi tuổi tỵ thứ bảy ngày mùng 10 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi tỵ xem tử vi cho thấy với bà tuổi tỵ đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh cho nên bà tuổi tỵ đang có được nhiều cơ hội phát triển các việc làm ăn kinh doanh buôn bán của mình có thể ban đầu với bạn tuổi tỵ bạn thấy mình hơi mạo hiểm khi đầu tư nhiều tiền của đến như thế, nhưng bước đầu đã cho bạn thấy được sự thành công rồi. Cái nguồn tài lộc bắt đầu ùn ùn đổ về nhà, túi tiền của bạn được rộng rĩnh với bạn tuổi tỵ thoải mái trong việc chi tiêu theo ý của mình mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Bạn tuổi tỵ bạn hiểu những khó khăn hiện tại mà mình đang phải đối mặt và tìm cách để giải quyết chúng một cách nhanh nhất nữa. Tuy nhiên, trong cái vận tình ngày thứ bảy này với bà tuổi tỵ lại đang gặp ngày có họa khác với Thủy. Dù bạn khá bận rộn và vất vả với chuyện làm ăn của mình, nhưng lại không nhận được sự đồng cảm của người ấy. Đối phương liên tục đòi hỏi bạn làm hết chuyện này đến chuyện khác mà không để ý tới cảm nhận của bạn. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa nên nắm bắt mọi cơ hội khi mình có tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ tình cảm dần sức mỉa vì không thông cảm cho nhau tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc tiền bạc không hề ít nhưng không thấy hạnh phúc tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim việc kinh doanh làm ăn phát đạt tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy có được sự ủng hộ của quý nhân và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi Dậu tuổi Sửu tuổi Thân từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày mùng 10 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi ngọ, xem tử vi cho thấy bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo dậu, cho nên với bạn đang có điểm báo rất có thể sẽ vướng phải những rắc rối trong chuyện tình cảm với bà tuổi ngọ vì những mâu thuẫn không đáng có mà bạn sẵn sàng đưa ra những quyết định trong cơn bốc đồng. Đối phương cố gắng níu kéo nhưng chẳng được khi mà bạn mệnh tuổi ngọ đang trong cơn nóng giận. Bạn muốn thay đổi tâm trạng nhưng thực sự thì chính bạn đang vướng phải một mớ bòng bong do chính mình trải qua trong ngày này đối với những bạn đang còn độc thân cảm thấy mệt mỏi với những lần gặp gỡ giới thiệu làm quen mai mối với những người khác phái mà chẳng thể nào tìm được người tâm đầu ý hợp với mình có thể với bạn tuổi ngọ sẽ từ bỏ những cơ hội mà không quan tâm tới chuyện mai mối nữa. về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim mau thuận về tình cảm càng ngày càng lớn từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không tìm được tiếng nói chung tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa nhân duyên chưa đủ bền chặt tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ tình cảm không đi đến đâu tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc có nhiều nội niềm chưa được hóa giải vài đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày mùng 10 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi mùi xin tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi đừng quá cố chấp nữa mà bạn cần phải chịu lắng nghe những lời giải thích của đối phương người ấy có tình cảm thực sự với bạn cho nên mới kiên nhận hết lần này tới lần khác với bạn như vậy trong ngày này, vợ chồng đang có điểm báo, có sự nảy sinh tranh cãi, bất đồng về những chuyện không đâu. Ngay cả việc nuôi dạy con cái cũng có thể khiến cho bạn tuổi mùi và người ấy, mỗi người một quan điểm, không ai chịu ai, đòi hội đối phương phải nghe và làm theo ý của mình. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh, đảm bảo cho bạn đang có được nguồn thu nhập dồi dào và với bạn tuổi mùi có thể thoải mái trong việc chi tiêu cho nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, bạn cũng nên chuẩn bị tiết kiệm cho những chuyện có thể xảy ra trong tương lai nữa. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, thu nhập được ổn định cho hiện tại, tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, tranh cãi vì nhiều vấn đề trong cuộc sống, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, thiếu đi sự bình tĩnh cần có, tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, ích kỷ, không nghĩ tới người khác, tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, tình cảm lứa đôi dần sứt mỉa. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp bốn sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày mùng 10 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi thân xem tử vi cho thấy với bà tuổi thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ cho nên con đường tình duyên của bà tuổi thân trong ngày hôm nay rất chi là vượng sắc đào hoa nở rộ chẳng lo không có người yêu với sức quyến rũ tự thân của bạn tăng lên một cách rõ rệt không thể phủ nhận điều đó được đối phương bị cuốn hút bởi bạn, chính bản thân của bạn chứ không phải là bất cứ thứ gì hào nhoáng xung quanh. Bản thân của bạn tuổi thân trong ngày này cũng có cảm tình với người ấy nhưng vẫn muốn dành thêm chút thời gian để tìm hiểu kỹ càng hơn nữa. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh bạn đang có điểm báo, tiểu nhân có thể quấy phá cuộc sống của bạn bất cứ lúc nào, khiến cho tiền bạc của bạn vất vả kiếm được cũng tan thành mây khối khi bị những kẻ xấu bụng lừa đảo, tin lầm người. Về từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy cần phải biết rõ điều mình muốn là gì. Từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa đề phòng bị tiểu nhân hãm hại. Từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ có nhiều vấn đề không được giải quyết kịp thời. Từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc chuyện tình cảm thăng hoa nhanh chóng. Từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim đừng quá vội vàng tin lời người khác và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 6 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Thìn tuổi Dậu từ vi tuổi giàu thứ bảy ngày mùng 10 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi giàu xem tử vi cho thấy với bà tuổi giàu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo dậu, cho nên với bạn đang có cái tôi quá lớn phá hủy hạnh phúc mà mình đang có bà tuổi dậu đang nắm giữ trong tay viên ngọc quý chính là hạnh phúc lứa đôi mà không phải ai cũng may mắn có được như bạn và bạn cũng đừng vì những suy nghĩ bốc đồng sốc nội trong chốc lát mà có những lời nói hành động khiến cho người ấy bị tổn thương với bà tuổi dậu không nên để cho sự nóng giận của mình làm cho mình mất hết lý trí rồi bạn sẽ phải hối hận ngay sau đó thôi Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dậu, đối với những bạn đang còn độc thân thì đang có điểm báo mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi đòi hội những thứ phù phím chỉ có trong tiểu thuyết. Trên đời này, chẳng có ai là hoàn hảo cả, vì thế với bà tuổi dậu, đừng có đòi hội một nửa của mình cũng phải là người hoàn hảo. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, tình cảm lứa đôi bị sứt mẹ theo thời gian, tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, thiếu suy nghĩ cho nên hành động bốc đồng, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, mắc phải sai lầm nghiêm trọng, tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, chuyện tình cảm không thể cưỡng ép, tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nên lắng nghe tiếng gọi của trái tim mình. Vài đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi tốt thứ bảy ngày mùng 10 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi Tuất sẽ kiếm tiền khá dễ dàng nhờ thần may mắn luôn ở bên cạnh mình. Bạn tuổi Tuất không cần phải cố gắng tìm kiếm đâu xa, cơ hội kiếm tiền ở ngay trước mắt mình rồi. Và với bạn tuổi tốt, bạn hãy lắng nghe trực giác của mình. Có thể điều này khá mạo hiểm, nhưng có lẽ lựa chọn duy nhất của bạn ở thời điểm này nếu muốn có được số tiền như mong muốn. Xong, với bạn tử tốt cũng nên cẩn thận để lại đường lui cho mình nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tốt, lại đang gặp ngày có thủy thổ bất dung. Cái điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn không được như ý muốn. Nếu như bạn cảm thấy không thể chịu nổi được thì hãy buông tay. Đừng có quá níu kéo những gì không còn thuộc về mình nữa. Rồi sẽ lại đến một ngày tình yêu gọi cửa trái tim và bạn tìm thấy được người thực sự thù phù hợp với mình. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, tình cảm không phải lúc nào cũng được như ý. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, kiếm tiền thuận lợi hơn bình thường. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, cần phải nỗ lực để có điều mình muốn. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, nên dành thêm thời gian cho người mình yêu. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, đừng cho rằng lúc nào mình cũng là đúng. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày mùng 10 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi hợi xem tử vi cho thấy với bà tuổi hợi đang gặp được ngày có cục diện hợi tí tương hồi dù bạn phải trải qua nhiều khó khăn gian khổ nhưng với bà tuổi hợi vẫn quyết không buông tay người đó đúng là qua hoạn nạn mới thấy được sự chân tình. Bạn tuổi hợi sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ tình yêu của mình. Với bà tuổi hợi thì tình yêu và gia đình là thứ vô cùng quan trọng. Bạn sẽ cố gắng để bảo vệ những người mà mình yêu thương. Đó là động lực sống, là nguồn hy vọng để cho bạn vượt qua được những khó khăn ở thời điểm hiện tại. Trong ngày này, đối với các cặp vợ chồng không còn tranh cãi nữa. bạn đã hiểu được đối phương thực sự và chỉ muốn tốt cho mình nhưng không muốn gây áp lực cho nên không nói rõ ra cho bạn mà thôi. xong qua lần này thì đôi bên cũng nên tâm sự chia sẻ nhiều hơn để tránh hiểu lầm đáng tiếc xảy ra. về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa mau thuận gia đình không còn càng ngày càng lớn. tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ tình cảm được vun đắp theo thời gian từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc có được sự ủng hộ từ phía người thân từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim nhận được lời tỏa tình dễ thương từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nên thông cảm và hiểu cho nhau về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao, con số may mắn, số 4, số 7, giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.